Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Gieo Hoàng Mai. Và hôm nay lại là một sản phẩm đầu gấu lên đường. Xin gửi tới anh Thanh Vân. Anh có địa chỉ tại Châu Đốc, An Giang. Lần trước bác cũng đã ủng hộ em Cao một sản phẩm, đó là một con cốt số. Lần này bác lại tin tưởng, bác ủng hộ em Cao thêm một cục lắp lúc bằng 10.000 quy các bác nhá, đến sản sinh công suất 1.300W ở 8 ohm và 2.100W ở 4 ohm một kênh các bác nhá. Cũng nhân tiện đây chia sẻ với các bác, tất cả các bác một chút rằng em luôn có các sản phẩm khủng long bạo chúa, nhưng phải nói rằng một trong những cái dòng mà rất vừa vặn tiền để chơi cả một bộ dàn lớn, đó là một cục lắp 10.000 đến từ đất nước Thụy Điển. Và trước đây các bác rất hâm mộ Crown, nhưng em cũng phải nói rằng nếu như ở cái chế độ bình thường thì Crown của nó cũng đã là hay, nhưng nếu như mà so với lắp thì Crown không có tuổi gì để mà so được với con lắp lúc bần các bác nhá. Em nói thế nhiều bác vẫn cứ theo cái ý của mình rằng vẫn bảo thủ luôn là nói thế nào chứ Crown nó vẫn là số 1 ghép với JB. Nhưng thật sự các bác đã qua bên Cao Gieo Hoàng Mai và trải nghiệm thì các bác toàn phải gật đầu. Cho nên là một lần nữa để mà tâm sự với tất cả các bác rằng em cũng đã nói là không phải bố em đẻ ra để em ca ngợi nó, nhưng mà đó là trên cái thị trường thế giới người ta đã công nhận số mấy trên thế giới rồi. Nó là top đầu của thế giới các bác nhá, chỉ còn đứng sau bao súp thôi. Đấy, cho nên là các bác không phải lăn tăn một điều gì. Chất âm hoàn toàn rất uy lực trong trẻ. Nếu bác nào có điều kiện kinh tế mà vẫn còn bị tác động của các bác hàng xóm thì các bác hãy chỉnh lại và lập tức nghe ngay lắp lúp bần để các bác biết được rằng nó hay như thế nào. Và nếu như các bác tiện xe thì các bác cho dẫn cả các bác mấy cái bác mà nghiện Crown tới để các bác sẽ phải tâm phục khẩu phục rằng nó hay như thế nào. Tại vì không có cái gì trải nghiệm bằng thực tế và có đồ để so sánh luôn các bác nhá. Cho nên là em Cao review cái sản phẩm mình muốn bán, nhưng không phải mình cứ bạ thế nào mình nói vậy được, là không thể được các bác nhá. Cho nên một lần nữa để suy xét cho nó kỹ rằng các bác cứ thẩm âm rồi mắng em Cao sau không sao các bác nhá. Và đây xin giới thiệu với tất cả các bác rằng Equalizer DL370 England, một trong những phân khúc Equalizer phải thật sự là hay và đáng chơi nhất trong dòng Equalizer các bác nhá. Và trên đây là mic Shure UR4S, một sản phẩm cực kỳ đắt đỏ mà trước đây chúng ta chỉ dám mơ thôi, nhưng bây giờ nó đã hiện hữu rất nhiều ở anh em bán hàng. Một trong những sản phẩm cực hay và cực phê luôn. Nó là một dòng UR, tức là dòng rất cao cấp các bác nhá. Ở trên đó nó là hai con LM44 thì em cũng đã giới thiệu với các bác rồi, và LM26. Và thứ hai là hai cục Crown E-Tech 12.000 HD các bác nhá. HD tức là hết số. Mà đã hết số thì các bác biết nó hay là nó chênh cái lượng hay của nó rất nhiều so với con này. Và mặc dù em vẫn đang có bán con này các bác nhá. Cho nên là cái gì nói nó phải đúng, không thể nói được người ta chuộng chuộng cái gì cả. Mà cái này là phân khúc cao hơn cái này. Cho nên là anh em mua bán thì anh em thích con nào thì tùy ý của anh em, mức tiền của anh em, vừa túi của anh em. Thế cho nên là các bác tự lựa chọn, chứ còn không thể nói con này nó hay hơn là con này, là không bao giờ có đâu. Đi ngược rồi. Thế nếu mà khi nào mà đầu cắm xuống đất thì mới đi con này nó hay hơn được con này các bác nhá. Và đây là một cái sản phẩm lắp lúc bần 10.000 quy. Mà một trong những dòng cực hay, vừa vặn túi tiền các bác nhá. Đây là những các cái sản phẩm mà bên Cao Gieo Hoàng Mai tỉa tỉa, đó là QSC PLX 30002, một trong những sản phẩm rất vừa tiền để cho các bác chơi. Và đây là con FP6400, cũng là của Lab Lúc Bần. Và đây là QSC PL380, cũng quá nổi tiếng rồi. Và em Cao gần như về con nào hết con đấy. Và đây là QSC 4.0, một trong những cái dòng mà rất vừa tiền để anh em chơi, nhưng mà nó cũng rất là xịn sò các bác nhá. Cho nên là một lần nữa xin
muốn nói vài lời với các bác, có thế nào nói thế, hay thì bảo hay, nó không hay thì bảo nó là vừa thôi, chứ cũng không thể tâng bốc được nó lên được. Và con lắp lúc bần này xin gửi tới bác Thanh Vân, Châu Đốc, An Giang. Đây là một cái ngoại hình mà chụp tất cả hình ảnh cho anh Thanh Vân rồi nhá. Đầy đủ cho anh Thanh Vân rồi. Và em cũng đã review bao nhiêu lần ruột gan của các cái dòng này để gửi tới tất cả các bác. Nó chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Sản sinh công suất nó là 1.300W ở 8 ohm và 2.100W ở 4 ohm. Một trong những dòng cực kỳ nhẹ nhàng. Và các bác đừng bao giờ phải lo nghĩ là rồi lo hỏng, lo sửa. Không có cái gì không sửa được hết các bác nhá. Nếu như không may thôi, còn đến các hãng mẹ của nó mười mấy tỷ mà nó còn có sai sót, cũng chi một cục đẩy 100-200 triệu. Thế cho nên chúng ta cứ yên tâm mà chơi, không phải suy nghĩ một điều gì. Và khi một cái hãng lớn, chứ không phải các bác tưởng tượng là vài cục đẩy tàu thì nó chả hay hỏng cái nguồn xung. Thế nhưng mà riêng cái dòng này thì các bác tuyệt đối yên tâm đi, chắc ít lắm. Từ hôm em bán chưa hề có một cái động cỡn gì, nhưng mà cờ rao thì hàng rổ các bác nhá. Đấy, em phải nói thẳng một câu thế, cờ rao thì thu về hàng rổ luôn. Không phải cứ như mình em bán mà rất nhiều anh em bán lỗi vặt là rất nhiều, nó cũng chỉ là lỗi vặt thôi. Thế nhưng mà nó cũng gây cái bức xúc hoặc cái khó chịu hoặc cái mất bình tĩnh cho những bác mua hàng. Thế một lần nữa, đây là cục đẩy của bác Thanh Vân, đẹp xuất sắc luôn nhá, đẹp không tì vết, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Đấy. Trước khi giao hàng cho bác thì em cũng sẽ test âm và toàn bộ sẽ test cấu hình, thì em sẽ đánh một con súp 718 và đôi loa 715, gọi là cái phân khúc để test đồ các bác nhá. Mic thì em cũng sẽ dùng con mic đây, con mic này ULX-D4, một trong dòng rất cao cấp của Shure các bác nhá, nhưng mà nó là đầu ngắn. Xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức một ca khúc do em Cao thể hiện. Và các bác nhớ đừng quên hãy đăng ký kênh Cao Duy Hoàng Mai để luôn có các sản phẩm mới để review lên kênh. Và tiếp tục em lại về tiếp tục lắp lúc bần và bao xốp, có thể bao giờ xốp lên tới 13-14 con, trong đó có 8 con đập thùng xốp các bác nhá. Sau đây xin gửi tới tất cả các bác và xin gửi một lời cảm ơn tới anh Thanh Vân, Châu Đốc, An Giang đã luôn đồng hành tin tưởng bên Cao Duy Hoàng Mai. 100% sản phẩm của em cung cấp ra là hị hò các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Và bác nào chưa trải nghiệm thì hãy lên trải nghiệm đi. Nó không thiếu gì cái dòng đẩy hay hơn cờ rao đâu các bác nhá. Em vẫn bán cờ rao các bác nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuy yêu thương cho nhau mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe được lá rụng ngoài tương ngồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng vắng anh phụ phòng càng quạnh hiu nhớ anh nhớ từng là nơi thờ giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chi cuộc đời một cái chất ăn mà như nước đất các bạn ơi. Cajimel Hoàng Mai xin cảm ơn anh Tiến Vân rất nhiều và các bác nhớ hãy cho em Cao xin một like và có các cái comment bình luận để em sẽ rút kinh nghiệm và làm video clip kỹ càng hơn nhiều các bác hơn các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Và các bác nhớ thầm là đeo cái nghe và giúp em nhé. Xin gửi đến tất cả các bác và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like và em xin chia sẻ thêm một chút rằng nếu bác nào có điều kiện kinh tế thì các bác hãy lên thử các bác nhá, cực kỳ trong trẻo. Tiếng cực kỳ sắc nét, không hề mờ nhạt một chút nào các bác nhá, càng càng mạnh càng hay. Thank you các bác, xin hẹn gặp lại các bác và em xin cảm ơn bác Thanh Vân nhá. Sau đây em sẽ xin đóng đồ gửi tới anh luôn.